Đèn thế nhỉ, mẹ. Anh em đặt tiền đi. Ok. Thêm tiền 50. Thêm tiền này. Mẹ này. Bàn gì này? Từ từ nhé. Bàn đằng ca này. Ô địt mẹ đen thế. Ôi, chú đen lắm. Mẹ. Đặt tiền để chơi tiếp nào. Chơi tất bằng này. Đi tất bằng này. Tất. Đèn thế nhỉ. Mẹ. Cho anh xin nhé. Mẹ. Cái tiền còn chơi không em? Có chứ, đợi em tí. Alo anh à, anh đang ở đâu ấy? Anh cho em vay 500 triệu được không? Vâng. Em đang ở đâu? Chú, hôm nọ mình chơi anh ơi. Vua em nhỉ? Tại sao? Ngồi xuống. Ngồi xuống. Thì ta nói cho chúng mày biết nhá. Mày cắt đi. Thì tao nói cho mày biết nhá, cái thể loại bạc bịp này tao không chơi được ấy. Đây, ba thằng ca. Đây. Hôm nay tiền này tao lấy hết. Mày có ý kiến gì không? Được không? Mày chơi bịp này mày lắm rồi. Thật không? Thật. Còn tiền không? Tao đưa tao lấy hết. Tiền là tiền của em ạ. Của mày hay của tao? Của anh.